con của cha nghe bác hải đọc thành ra vui vẻ đèn dòng sớm khuya mai châu đẹp nhất vui vẻ trong đèn dòng nghỉ ngày chơi thảo tía lầu hồng nghỉ châu đẹp nhất vào xa tiền thánh thượng ngàn tiễn dương văn đi châu ba đệ nhị trên đường đông quân nghe toàn quán đi giáng đàn hôm nay trên thượng gió quân dùng gầy ý ý ý lược sắt chấm ca nghĩa
tay sân nhang biển đêm từ bi ta
đường xa nghe tiếng cú thú rừng gọi nhau, được ai sáng tỏ xin non rơi một bò son sắc tố tươi dương già lên ngàn lắm năm quả nhiều hoa ia. Lá trầu là tấm lòng son, quả cau là tấm lòng con nay ra trình, cơi trầu trình ghế mới dựng lên. Yeah.
đồng quà thứ ba lần tiền cho buôn cho bán chậm miền tiền tài lưu loát bạc vàng lại đầy kho. Nhân như băng cầu vinh hoa, châu đẹp như sao đâu gần.
đi tới đâu có đón hoa sao, dù về bách đường sớm chiều cả ba, tay cưới bề bạc rừng vàng, bạn gió xăm họ giàu sang đời đời, bạn gió xăm họ đời đời giàu. Tiên nữ ni bồng lai
vào tàu ra dọc quan tài. Đã lên đi ứng đi lại ngoài thì tôi linh ngà đi. Làm lên sân nhan châu về, làm lên sân nhan dâng lên tam bảo mười phương độ trì tay sân nhang bên đêm từ bi. Tay buông dòng nhan tập cỡ rượu quang minh chiếu từ trung a thích tăng cũng cũng giảng kim phục hoàng phật thánh chúa tiền dung vương. Ân từ bi đất ân chúng sinh vô cát kim đinh lệ tại buông thập cờ diệu quang chú đàn duyên. Cửa phủ cửa đèn trầu và dòng chơi á, cửa phủ tinh xa suối lân đi sông hoa quê nhà nghề chỗ năm công chúa ngự tòa suối lân đi. Chúa đẹp mỹ kiều lên làng, nét nét này đoan trang đi nửa vầng ngọc đúc đúc đôi mày ngài bán nguyệt vầng trăng son cài soi hướng lòng lạnh đi. Con cú bước kêu gọi cánh chiều hôm mi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đâu lỗi buồn buồn vui. Có tiếng nghi hổ gầm vang vang trong tan đồng, đàn báo hoa rào lượn tìm mồi yêu lại ngơ ngác vén đôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nương nghe sắc phong châu lô cung nương nghe bốn dòng lạnh tóc nghe sinh nghe trên tường hiệu nghe lũng giang là nơi khác địa bắc lệ ngàn thụ khí trung lệnh chúa tiên đấng lạnh trời chân thì lưng tâm động bào tai của thua chín tháng lẻ mười về đây chầu mừng đàn đi đồ cho
đâu. Ê à, ơi à. Trình lên trước trình Phật Thánh, sau trình vua cha, trình lên đàn ra trình tòa. Ê à, ơi à. Mình cao mấy từng
mình vẫy lá bầy chim buông, bách nghề thú quỳ câu chim mày xíu xít bên lồ. Chầu đồng tiên vượn lên trên non du con dầu dĩ, dưới suối ngàn đường chim ba hót bèo con một ngày bầu gió mát trăng nghe đường mình quân khúc tay mèo sắp đôi lối hiểm nghèo đất ni sỏi đá ông một vùng sơn thủy thóc dòng ý bao.
bóng hoàng về hôm nay thỉnh bóng hoàng về thân luôn cân đào tăng nhang phụng thờ chân kỳ nghi có chữ nào vũ tướng quanh linh nèo hoàng hạ lệnh cứ lời sai biến tướng thịnh hoàng về giáng ngự từ trung chén rượu cuộn ngưỡng
rất rất xa. Mà còn trời, còn đất, còn non, còn các cô vào rót rượu, ông bảy hoàng còn say sưa. Mà ông hoàng bảy ngày say đi gió về mây, say cho Nam Việt đến ngày hôm nay vẫn được hưởng thái bình. Hoàng nhân ai lên đất này hà bảo, hà bảo lên quỳ phong nguyện đi đó. Đó là tiên cảnh thần tiên đi sang mùa, sang mùa lâu tiên cảnh thần tiên trên đầu tiên cảnh thần tiên trên đầu. Trên cung trăng ai ní sợ bao giờ đây mấy giờ bao xin đừng đông bày đi chậm chậm linh linh nghĩ tình tình mơ cờ tình tình cờ ông gặp được tiên sáng mùa, sáng mùa lư vàng tiên gặp được tiên tình nghi. Ông bảy truyền ba thang đồng minh, xem xem tiêu tiêu dẫn ông hoàng bảy về tâu mẫu đồng thường thanh gia. Bát ngát bao la thỉnh mời ông hoàng ni tòa bản điện thanh gia. Cùng mệnh chí tôn na thỉnh ông hoàng chín ni còn một ngưỡng thanh gia. Chân thủ nghệ ca ni ông hoàng mười nghe thương hội nghị quần tiên nghe tin ông mười xuống thiên duyên trạch lòng thơ vân vân tiên vân tiên mở cánh nghi chim mở hồng ơi đi. Hồng xin nông nông mười soi tỏ, xin nông nông mười soi tỏ tất lòng lòng mờ gió trăng trăng nhịp cầu cầu đem bắt bắt sông sông mờ mân 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 nì ý. Thank you.
bóng hoàng về hôm nay tình bóng hoàng về thân luôn cân đào tâm nhang phụng thờ chân kinh có sư nam mô tiền chuông chén rượu vào ấy mê nhất tuần sơ dâng lên bè mọc để đáp ô dân ơi là mời dứt ông hoàng mười sơi a sơi dứt ông hoàng mười sơi để tay thiên chuông chén rượu đào nhìn tuần là lên bệ ngọc để các o dân mời là mời rước quan hoàng mười sươi a sươi rước quan hoàng mười sươi tay tiên tay tiên chuông chén rượu đào tuần rượu nghề thứ mang dâng lên bệ ngọc để kính vua tạ mẫu thượng huệ bao là mời rước ông hoàng mười sơi a sơi rước ông hoàng mười sơi chỉ nói rằng ất nghề có anh hùng nào
thiệt. Trùng đó tiếng quan mười đã lẫm liệt từ ngàn xưa. Vùng gươm mi cưỡi ngựa để hoàng gia tay gìn giữ cõi bờ, cõi bờ Việt Nam. Tiệp vui ông về bốn phê sông đồ cho ghế trong nhà âm êm bầu, đệ tử họ hoàng con ni cầu mong nương kính bái bậc tuyên quan hoàng giáng lâm chứng cho về ông thành tâm ban cho chúng thần mắt chân nặng cắn cao lời kêu tiếng cầu cho ghế hoa cho thỏa lòng mong. Còn cúi xin là ông nghe bán phước cho thành đồng nghề cho tiếng ca cùng đàn cho người trần tham chúng con được bình an bốn phương ấm no thành bình đời đời cháu con hiền vinh. Rẽ mây vàng đường tiên rẽ áng mây vàng có con xích đón ông hoàng mười về kẻ thanh xa nhang xạ ngát mùi cơn gió đưa thì mời cô cả nghi về trời đất Nam thành thành ra hồi cung đèn bồng lai là cảnh thiên nhiên thành ra hồi cung là bóng cô đơn ai dài nhang dân một chuyện đi trong điểm ba hồ nghệ trong điểm ba nghệ hồi thần đàn tử gọn tiễn đi bản mời dừng dù thích nghi hay cô bơ thì cùng công chúa sinh ở y hạ giới to lòng cung hạ giới to lòng cung cô biên hóa lên về độc đình xuống cô sắc sinh xuống con vua thủy quốc mi eo le nhiều lối
triệu trăm phần này. Các điệu ý trăm phần người thanh tân nề hết cũng thanh tân mẹ lịch sử nghe của bộ càng thêm lịch sử ý trên cây thị đỏ lèn nước trong xanh chân cô bước xuống nghỉ thuyền cách nhất nhì cô mái trèo ra nghề cách nhị cô dẫn nhịp cách ba cô cầm trèo tiếng hò khoan du khoan ấy một mình cô khoan du khoan trèo trên chiếc thuyền rồng khoan lại hò trèo đi khắp khoan du khoan thuận mái trèo khoan du bên kia mưa tan sao suối ấy cùng khoe nhấp nhô đàn cả khoan du giam ba cô thái nữ khoan du mặc áo đỏ giang rực rỡ khoan du cô mặc áo trắng trắng mò khoan du mặc lá cô treo khoan du ngã ba sông tuần tuần khoan du thuyền bè suối ngược khoan du đốt vàng quan du khoan xin cô ra tay quan du khoan chị bạch 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 quan du tàn nhang đi nước thải du khoan cho đồng được bình an quan du khoan cô lại trèo quan du khoan về tới đền sau quan du khoan qua đường của chín riêng quan du về đền du khoan trao du về tới đình bình quan du khoan tà hữu sinh sinh quan du khoan có chùa ngọn quan du hữu tình danh là quan du cô lại trèo ra về ngã tư vui vào đất phủ dày trèo lên phủ thượng quan du về phủ đông vương quan du về phủ vương quan du trèo sang phủ đông du cô trèo cho trao quan du trèo về
chùa bản tỉnh Văn Dô sang đến một Văn Dô về đền Đức Vua Văn Dô cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 Dô hoàng nhất tâm Văn Dô cô chào một thôi Văn Dô chào về đền đây Văn Dô đền đây là bên Văn Dô nơi phủ tới đền Văn Dô tới bên cô ơi Văn Dô hoàng xin cô ở gác mái gác mái gác chiếc cầu nói cô lên đèn khoan nò dô pha phất vàng phất phới phất pha phất na phới như là cô tiên giang trần nề tình tang tình tình tang tình tang tang tình tình về ai hỡi ai buồn bã chăm mà về thank you.
ngự chín tầng mây mẫu cửu trùng, ngự chín tầng mây nghi cô thời mặc vọng ngự dày cây sung đình sườn non
Rượu đắng biết đồ bà bò. Ê, 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 à.
trùng thác cái thác con ầm ầm nước chảy đà bòn đi ầm ầm nước chảy đà bòn đi nửa đêm giờ tí hiện hình nửa đêm giờ tí hiện hình nước bơi đầy à hay hay mặt nước bơi đầy ý nghĩ nghĩ Oh,
cố bán cho tiền đốt lụa dày bọc lộc cho năm về đây càng nhiều bạn cho dài nhất nhất sang nhiều bọc lộc cho năm mới năm ngoái năm qua anh đồng con kia sẽ không ngờ 31 ngày 14 hôm rằm 31 hôm rằm mới son ta vẫn đi ai
Bao nhiêu nước cộng từ đồng
cậu rất đẹp trai, cậu bé đùi. Từ sớm đến giờ cậu đi đâu? Đi đâu từ sớm mê tới giờ? Cua thường ngày mẫu nhớ các cụ trò, các bé tương tư ý. Đèn đi thò dài tấm chiếu cậu đội về cung tế bàn tòa đức mẫu vương sơ lễ cúc cùng cậu tôi thành tân nhấp tá tấu cậu đèn cậu về khám xét bản đèn xem là đệ tử đèn hương thế nào cậu tù với mẫu thiên thiên tàu cô đệ tử lộc tài bình an độ cho bốn mùa vinh hoa bao nhiêu tài anh đi tống ra ngoài độ cho phúc đặng hà sa khai quang dòng nhan thập cờ diệu quang minh chiếu mã văn ngã tích tăng cúng giảng kim phụ hoàng nhân gần đánh chúa tiên trùng mưa ngày ngày lên núi thiên thai
thèm mà đôi loan phượng nó ăn xoài ở trên non, non ăn xoài ở trên non. Ấy cũng có khi cậu lên trên đồi, ấy cũng có khi lại cậu. Nói to lên ở đây đứng đầu dưới. Cậu to lên ạ. Có à. Cậu to quá. To quá. To thế. To thế thì cậu to lên. Cậu mình hết cát của cậu. Hết cát của cậu. Mất. Hãy
lượn trên non du con dầu dĩ, thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên một mùa.